buông lên từ từ thôi. Đó. Chụp hình đi An ơi. An chụp hình thumbnail. Đứng đây nè, chụp rộng ra. Thấy được Bitico cha. Ok. Đổi đi Thiện, chạy này đi tô sướng hơn. Thấp quá. Cái này size lớn quá, XL phải không? Cái này size S. Size S nè, XL cũng được mà. Cái này XL quá. Thử đi. Mấy cái xác xe nó nhẹ, chạy nó hút ghê quá ha. Ừ, chạy nó đã lắm. Thank you. Rồi thử coi. Chạy không được. Thử rồi, leo rồi, chống được. Đâu, thử nó ngồi lên lại coi. Làm gì mà không chống được chứ vậy? Thử đi. Thử đây. Cảm thấy nhục nhục. Bế lên luôn. Leo lên thử rồi đã. Xong rồi, vậy thôi, đơn giản thôi. Làm gì cũng tới cha. Không tới. Leo lên anh em bằng chiếc bằng sai rồi chứ. Đó. Vậy thôi chứ gì nữa. Chứ mà mặt xíu quá rồi nó sẽ dứt lên. Nổ máy dứt lên gạt chống chạy thôi chứ. Nó quằn dữ hả? À, nếu mà đứng đây nè thì chạy được. Dứt. Tự tin không? Sao chạy thứ vòng anh? Chạy thì không ngã đó, nhưng mà khi mà xuống là mình ở đây. Không, anh chạy từ từ là anh đá chống anh ngã mà không được. Đây chỗ nào cũng có bờ đường hết đó. Thử đi. Đi. Chơi đi ngại gì? Chỗ xe đâu ta? Đá chống nha. Ừ, lên là đá chống không? Ừ. Xe mạnh lắm á, từ từ nha. 100 hả? Gì cứ ghê vậy? 72 cộng 9 đó, cái ga nó giật lắm á. Ủa, ga đó kia vậy? Chìa khóa từ mà. Rồi sao? Rồi bấm này đề thôi. Mà chạy lui đó hả? Ừ. Sao vòng ra? Lùi ra thôi. Kệ anh em, hai anh em phụ đi. Phụ anh mày kìa. Nè, phụ lùi xe ra. Ráng cứ đừng để tắt máy. Đó, cứ ra là được. Không, vòng ra đi. Vòng ra đi ba. Ê, mày đi theo. Cứ chạy thoải mái, tâm lý thoải mái, đừng sợ. Chạy thì được. Thoải mái. Có điều ngã kệ đó, cứ thoải mái. Chạy đúng không? Chơi đi. Đi theo đi nè, đó có cái chắn ngang rồi nè, đó. Nhớ là làm quen ga với thắng trước nha. Nhớ nha. Bấm quay chưa vậy? Nó mua hiểm đâu ba. Bấm quay chưa? Bấm quay rồi. Ủa sao nó không hiển kia ta? Kiểu mình dây nấu. Rồi có rồi, có rồi. Rồi lớn xe này mất đầy đâu á. Có quýt ship luôn. Quýt ship. Xe này làm gì? Móc lên cái là quýt ship. Xe này mấy móc là mình làm gì? 72 cộng 9. 3 72 cộng 9. 72 cộng 9. Đúng. Chơi đi.
Thanh niên suy nghĩ lâu. Suy nghĩ đứng nhảy số. Buông lên từ từ thôi. Đó. Thì anh em biết rồi, cái khúc đó là bị khó rồi. Là mình sẵn mình làm lần luôn cho nó dễ cho nó một máy đúng không? Ừ. 72 cộng 9 khuôn đồ chơi luôn. Mà với lại thiện chạy cũng chạy sẽ lớn quen rồi mà mấy cộng quen rồi nên chạy thấy cũng đâu có gì lạ đúng không? Vậy thì chạy được nhưng mà có điều cái chân mình nó không có dài, nó không có đáp ứng đủ nhu cầu để mình chống chân thôi. À. Chứ vặn thì cứ vặn thôi mà. Hơi quê chỗ đó. Sao chạy thì thấy có cảm giác không? Cảm giác thì chạy con này là thấy đúng chất cào cào luôn, chạy đã lắm, vô địa hình chạy thử luôn nhưng mà cái lốp này chạy không được. Đúng rồi, không được đâu, nó sượt á. Cái lốp này là rất sâu thì lốp này đi địa hình không được anh em. Ừ, như đường trường thôi. Giật đường lên. Trường chạy sân. Dựng chống đứng lên. Chống đứng để nhà là cha, chống đứng chống rời. Ủa, xe này không có chống đứng hả? Không có chống đứng. Có đứng lên nè. Có mấy cái xe này á mình đứng lên mình leo xe luôn. Đó. Đó là cái cách mình chạy. Đúng rồi. Chứ đúng rồi. Chứ bình thường mình chạy cũng được mà nó sẽ bị mệt. Nhiều khi mình mặc giáp á, mình có giáp có đồ nữa mà mình leo lên nè, đây nè, nó đụng rồi. Rồi nó rất là nhiều cái ba lô nữa thôi nên mình cứ đứng ở đây mình nhé, không sao hết. Cái chống của nó rất là khỏe. Mà cái phụ này là phụ gym hay là phụ đồ chơi mà nó phụ này là phụ gym. Vinh Vinh đã tăng lên 2 nấc cho nó nặng lên, tại vì nếu mà cái phục nó mềm quá, Vinh ngồi lên á là cái xe nó bị lùn xuống nhiều quá. Đúng rồi. Ừ, cho nên mình phải tăng lên 2 nấc. Nói chung là phụ trước phụ sau là gym hết. Hôm trước bạn Vinh mới mua xe là mình có nói là bữa nào qua mượn cào cào chạy thử. Cái ông đi ra tiệm ông kêu người ta nâng phục lên. Không, bây giờ nâng xuống được không sao. Nhưng mà Thiện cũng có kỹ năng chạy thì rất là dễ. Chỉ cần có thằng em chạy theo dịnh xe thôi chứ còn lại chạy bình thường mà có khác gì đâu. Tốn tiền thuê nó nữa. Tốn tiền thuê nhỏ nữa. Giống như kiểu mình đi xe hơi vậy đó. Xe hơi thì mình mướn tài xế, còn giờ mình mướn thằng chạy theo dịnh chống cho mình. Mà thấy thích không? Hết. Nói chung là mình mà có chiều cao chắc là mình cũng kiếm một con cầu cào mình chơi á. Ừ. Thì mình chơi á thì chắc là mình kiếm xe nhỏ có mà. Đúng rồi, cái này XL. Chung là cầu cào thì nó có cái thú vui riêng của nó cũng hay. Mà xe này mình để gym mình chơi được rồi, mình độ lên chi nhẹ tốn tiền. Chạy cảm giác mạnh quen rồi. Giờ xe gym nó lá mà nó đâu có chạy nổi đâu. Đúng rồi, ý là mấy cái món này nè, như là mấy cái món này nè thay hết rồi phải không? Thay hết rồi, không còn gì gì hết đó. Ừ. Nè, giống tay của Thịnh nè, Thiện nè. Mà xe gym đẹp rồi, đổi làm chi? Mình thay dàn áo làm chi vậy? Dán tem thôi, chứ dàn áo mình đâu có thay đâu. Dán tem này nọ thôi, cái đèn này là đèn led thôi. Nè, đá bắn rồi cũng nứt rồi thấy không? Đó này gì đây? Trong trống á. Nãy lúc mà Thiện vặn á, nó lên cái nó là cái này nó quay cái nó là kìm xuống lại. À, kiểu như là downfall. Những đứa dễ xong bây giờ lớn. Đúng rồi, nó đó. À. Nhưng mà nhìn hấp dẫn không? Nhìn vui mà. Nhìn có cô gái nha, chứ không phải là cái này lột ra được không? Ấy, lột ra dán qua con rider. Để lần sau bên cho một cái. Đang đi xe lớn, tại sao mình đổ qua xe nhỏ mình chơi?
Thứ nhất là lúc đó là tập trung vô gia đình nhiều quá. Nếu mình đi xe lớn thì suốt ngày mình cứ phải bị cuốn theo cái xe nhiều quá, mình không có lo được mấy cái khác. Rồi Vinh cũng phải cần vốn để Vinh mở tiệm nữa. Ừ đó, Thiện biết rồi đó, thì có dịp thì cứ ghé qua. Cho nên là bán xe để mà làm ăn. Đúng rồi. Vẫn còn chơi nhưng mà ở qua cái dòng khác chơi. Đúng rồi, đổi dòng khác. Dòng này và cái dòng kia là hai cái khác nhau nhiều. Hai cái thế giới khác nhau. Đúng rồi, hai thế giới khác nhau. Một cái lớn nè, cái nhỏ anh em hay chơi nè, cào cào nè. Đúng rồi. Là nó là những thế giới khác nhau. Nó không có giống nhau. Nhưng mà mỗi nó có cái gì đó rất là thú vị. Đúng rồi, nó có một cái sân chơi riêng. Mà kể cả bên đổi xe này, bên cũng có những cái người bạn riêng nữa, còn những người bạn mới, có một cuộc sống mới. Đúng rồi, có cái nhóm mới nữa. Rồi mà cái phong cách mình chạy, phong cách mình ăn mặc, phong cách nón, mình cũng phải mua một cái set cào cào cho nó phù hợp, rồi mình mới thử coi là mình có thích được cái thể loại nó không. Rất là nhiều cái nên đi theo nữa. Đúng rồi, cái này kiểu phong cách điên loạn. Đúng rồi, nó quậy, nó nghịch hơn một chút. Bóc đầu, biết bóc không? Biết nhưng mà không biết bóc. Không, Vinh là hình như là biết bóc rồi. Hôm bữa thấy trên Facebook là bóc đầu ghê lắm. Bóc được nhưng mà lên con này thì chưa con này thì chưa bóc thử bây giờ hết. Lát bóc thử rồi. Cũng được. Đây dứt thôi. Ok, bây giờ mình sẽ đi sơ qua mấy cái món đồ chơi của bạn Vinh xem là có thay đổi gì không ha. Thì cái dàn ghi đông này theo mình thấy là gắn thêm mấy cái này thay ghi đông luôn rồi. Ừ, thay hết rồi. Ghi đông đầu ra. Cái này để khi mà dằn quá đập cái đầu vô không sao. Đập vô là tưng ra, thấy không? Đúng rồi, bay lên đập vô á là nó rớt ra. Lên gắn mấy dòng cao cao này. Rồi đồng bao tay công tác này là cũng chọn lại rồi. Ừ, của mô tô á. Wow, đồ từ mô tô cũng qua. Lên cầu chụp cái các bạn. Chào nha, đi trước nha. Bye bye. Ủa chìa khóa này để đâu ta? Dạ cả rồi. Ok. Mệt không? Khỏe ha. Đúng là tuổi trẻ ha. Coi clip cũ bạn nhớ không? Sóc cái lại lên, sóc cái lại lên, thấy không? Nhưng mà bù lại thì mình đi tour sẽ hơi khó chịu. Thử thêm hai là đi thẳng chứ hả?
đẹp quá.